Nhan sắc dậy thì thành công của các hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, Kỳ Duyên, càng lớn càng xinh đẹp nên thường được khán giả khen dậy thì thành công. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lúc bé có vẻ ngoài bụ bẫm với đôi mắt to tròn và gương mặt bướng bỉnh. Theo thời gian, các đường nét của cô càng nhẹ nhàng, hài hòa, phù hợp với phong cách thanh lịch mà con dâu màu hiền theo đuổi. Từ một cô bé đen nhẻm, vẻ ngoài mộc mạc, ít hiền như đê trở thành mỹ nhân với gương mặt sắc sảo, cân mọi lối trang điểm quyến rũ. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 thường xuyên được khán giả khen dậy thì thành công. Lương Thùy Linh lúc bé vốn đã có nụ cười tỏa nắng, nhờ thay đổi phong cách theo hướng sexy, phá cách, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 trông ngày càng hiện đại. Những nét xinh xắn trên gương mặt thở bé như đôi mắt hiền, sống mũi cao gọn vẫn được Hoa hậu Khánh Vân giữ đến hiện tại. Qua thời gian nghiền răng, nụ cười của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 thêm hoàn thiện. Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên lúc bé trông tròn trịa đáng yêu. Lớn lên, cô vẫn giữ nick nên gấu béo dù có vẻ ngoài ngày càng mảnh mai, nóng bỏng. Hoa hậu Thùy Tiên lúc bé bé bằng bông và hiện tại không có nhiều thay đổi. Cô có sẵn hàng mày rậm sắc sảo, phần cằm chuẩn vê lai. Từ khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên ngày càng nhuận sắc. Đỗ Thị Hà từng có làn da đen nhẻm, vẻ ngoài mộc mạc, thậm chí thường xuyên bị so sánh với con trai. Hoa hậu Việt Nam 2020 khi lớn trông rạng rỡ, nhẹ nhàng với gương mặt ngày càng thon gọn. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương có đôi mắt sáng, hàng mày rậm cá tính từ nhỏ. Nhờ dậy thì thành công, cô trông càng sắc sảo, xinh đẹp. Từ bé, Đặng Thu Thảo đã thích làm điệu. Nhan sắc của hoa hậu hoàn thiện dần theo thời gian với các đường nét dịu dàng, mong manh, thường được khen là thần tiên tỷ tỷ. Vàng tràn bướng bỉnh trở thành nét đẹp cá tính cho Trúc Diễm khi trưởng thành. So với lúc nhỏ, hoa hậu ngày càng quyến rũ và hiện đại.